mới về hàng nóng nha anh em. Thằng mới về một cặp xe Hyundai Heavy và một chiếc GT 207. Xe này thì ở trong chuồng cũng khá là lâu rồi các bạn ha. Xe này là thằng đã mua hồi kỳ trước dịch các bạn. Còn chiếc xe này thì thằng mới nhập đội nha. Nhưng mà con này thì thằng chưa có giá bán. Con này thì sẽ có giá bán cho anh em. Anh em xem đón chờ tới hết clip nha. Rồi xuống xe anh em ơi. Cái này là xe zin, mặt hàng không dành cho số đông nha anh em. Anh em nào thích xe neo, thích sưu tầm một cái con xe mà mua về có thể là sử dụng được, mà có thể là lưu trữ được ha. Để những cái chiếc xe này nó sẽ lên giá từng ngày các bạn ha. Con này thằng mua hồi dịch đó. Chiếc này hồi dịch là thằng mua là 87 triệu. Lúc đó là hồ sơ giấy tờ rồi nọ là xong xuôi hết luôn. Thằng đậu ở nhà. Đợt này thì thằng đưa xuống để thằng bán. Sắp tới thì thằng sẽ tách bày từ từ ha. Thằng tuyển chọn những cái chiếc xe nào giấy tờ nó ổn định, sức xưởng đồ này nọ đầy đủ hết. Thằng sẽ bán cho anh em mình trước nha. Con này thì GT nha các bạn. GT 207, đầu 04 nha anh em. Xe full zin ha, sổ sách đầy đủ nha các bạn. Con này thì chắc xe khỏi bàn. Để tí nữa thằng báo chính xác cái đồng hồ cho anh em luôn nha. Đó, GT nè anh em. Nè, GT nè. Phụ tùng, hộp đều phụ tùng đầy đủ luôn nha anh em. Bán là trao tặng hết. Xe nào còn đủ đồ là thằng sẽ giao đủ đồ cho các bạn luôn. Đây, đồng hồ nè các bạn, đồng hồ km nè. Đi được 18.410 cây. Đó, 18.410 cây. Sắp sửa là 20.000 cây là anh em phải thay nha. Bao ô đô, bao tất cả cho anh em luôn nha. Một cái con xe chỉ đi lướt tầm khoảng đó thôi thì anh em mua về anh em có thể sử dụng rất là ok. Nếu mà giá ngày hôm nay sau khi lưu trữ 2 năm rồi thì phải bán là phải có lời các bạn. Còn anh em thấy hợp lý thì anh em cứ chơi ha. Còn không hợp lý thì thằng vẫn để cửa hàng để cho anh em tham khảo thôi. Nếu mà ngày hôm nay mà thằng chia cho anh em là tầm khoảng giá là 95 nè, là tổng cộng là thằng lời được 8 triệu sau 2 năm lưu trữ. Xe này thì nói chung chắc xe đẹp, nhưng mà nó có cái nó thua chiếc xe hôm bữa là dở con cái hồi này, hồi đợt dịch đó các bạn. Vỏ nó quá tệ đi. Thằng bơm lên là xẹp, thằng bơm là xẹp. Thành thử ra là thằng phải tháo cái cặp vỏ zin ra. Chỉ còn một cái vỏ trước thôi. Nên cái chiếc xe đỏ đó các bạn, cái chiếc xe đỏ mà thằng bán về cho anh khách cái bè đó, chiếc xe đó là 24.000 cặp vỏ còn nguyên si luôn. Có thường thường mấy bạn mà mua chơi xe zin hay mua phụ tùng hay mua vỏ đồ này nọ vô á, thôi thằng thì thằng không có khoái mô hình đó. Biết là cái chiếc xe nó sẽ có đủ đồ, nó có sẽ có cho các bạn cái cảm giác nó zin, nhưng mà thôi mọc mạc chỗ nào mình giữ lại chỗ đó. Ví dụ như mấy cái cản đồ này ha, cái này là cái chắc xe theo 5 tháng, các bạn phải cố gắng các bạn giữ lại như thế nào cho cái người chơi tiếp theo người ta thích cái cảm giác người ta mua được cái chiếc xe với cái phần trăm nó còn bao nhiêu. Chứ còn mà mua mà vô đồ thì thôi quá đơn giản các bạn. Vỏ ra thì thằng mua quá dễ rồi ha. Nhưng mà thôi cái mô hình đó thì thằng cũng không có khoái. Tiền nào thì của đó thôi nha các bạn, chứ mình không có chơi theo cái mô hình mà quỷ quỷ ma ma đó. Chơi là chơi thẳng các bạn ha. Xe này thì nói chung nếu mà thằng tả không đúng, anh em đi xuống cửa hàng coi xe không đúng những gì thằng mô tả, anh em cứ việc đi về thằng trả cho anh em tiền xe, trả luôn cái tiền tinh thần anh em ha, tổn thương tinh thần anh em xuống cửa hàng không đúng nha. Mua bán rõ ràng các bạn. Mấy cái bọc cao su này thì chủ cũ bọc nha, chứ không phải thằng bọc nha. Nhưng mà thằng thấy gì nó cũng hay, nó sẽ không có bị mòn, không có bị mòn mấy cái găng nha. Chủ cũ cũng rất là kỹ trong cái quá trình sử dụng nha. Cũng có dán keo rồi, đầy đủ hết nha các bạn. Xe thì anh chủ đi rất là kỹ đây. Ốc tán còn rất là sáng nha, phục trước còn như mới luôn các bạn. Bánh mâm zin theo xe, đây, vỏ zin theo xe trước tháng 7 năm 2007. Còn vỏ sau thì thằng thay hồi đợt dịch hồi năm 2022 anh em. Xe còn rất là đẹp ha. Giá cho em xin đắc lại là chiếc xe này thằng sẽ chia cho anh em với giá là 95 triệu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hay là lấy liền trong ngày thì anh em có thể liên hệ với thằng nha. Thằng có bàn giao cho anh em tận nơi miễn phí luôn nha các bạn. Hồ sơ giấy tờ được gì anh em có cần sang tên ha, đăng ký thằng sẽ lo cho anh em hết luôn từ A tới Z. Rồi còn chiếc xe này, xe này thì cọp trắng thủ lò. Có thể thì thời gian sắp tới là thằng sẽ chưa có giá bán chính xác nha. Tại con này mua về để chơi thôi nè. Chơi giờ vốn nó 160 triệu rồi. FI 209 đầu 70. Odo lướt này kìa. Con này hôm bữa tối anh có quay rồi.
đồng hồ chỉ mới chạy có 6.700 cây thôi anh em. Vỏ zin còn cặp đầy đủ hết, kính zin, ổ khóa, chìa còn cặp đầy đủ hết nha anh em. Con này thì đối với những anh em ha, thuộc hàng sưu tầm mày về định danh biển số đẹp đồ vô ha, vô biển số hay nọ mua biển số đồ nọ bỏ vô nha. Xe này còn không thôi thì anh em cứ chưng nha. Xe này thì biển số cũ cũng là biển số cù lũ hay ngũ quý vậy đó anh em, bên Tiền Giang á. Thân cũng có dặn anh chủ xe rồi ha, chia là chiếc xe này hồi đó anh chủ xe là mua mới luôn các bạn ha. Lúc mua mới đập thùng thì thân cũng có theo chiếc xe này trước rồi. Từ lúc đập thùng từ 2018 tới giờ là anh chạy cũng được 6.000 cây ha. Xe này hồi đó giờ là chưa đăng ký luôn em, tới 2018 anh khách mới mua ha. Mua xong anh khách đưa biển số ngũ quý hay cù lũ gì vô đó, anh chạy thời gian. Rồi giờ nó cho cái lực định danh đó là biển số đẹp có thể gắn qua chiếc xe khác được, nên anh gắn SH xì bo vậy rồi ha. Rồi anh chia lại cái xác xe cho thân. Thân lấy chiếc xe này thì cũng là một cái niềm tự hào của thân luôn nha anh em. Mua thì nói chung tiền nhiều tiền ít thôi, ví dụ như giờ đương không anh em cầm tiền anh em 200 triệu anh em mua chiếc xe này thì đương nhiên ông chủ nó sẽ bán cho anh em rồi ha. Còn thân mua giá là thân cũng phải đè giá khách hàng, đưa ra cái mức giá hợp lý, mức giá vừa phải ha, để mình bỏ tiền mình mua, mua về cũng phải còn có lời nữa bạn ha. Chứ còn mua bán mà mình chữ xe mà mấy năm trời ha, xác định mua mấy con này là ế dài dài luôn anh em. Nhưng mà ế đâu không biết chứ, chiếc xe đỏ mới đăng YouTube hôm qua đây nè kìa, mới đăng YouTube hôm qua là hai anh khách tranh nhau. Đúng ra chiếc xe này là thằng không đem xuống đâu, thằng còn tính ủ nó thêm nữa đó, nhưng mà tại vì có một sự mâu thuẫn giữa hai anh khách, một anh đi 5 giờ sáng với anh 9 giờ sáng, hai anh tranh giành mua chiếc xe đỏ GT anh em. Nên thôi đợt này thằng tách bày thêm một chiếc nữa nha. Thằng vẫn nuôi cái ý tưởng là sẽ chữ những chiếc xe zin này đến độ ngày nào mà nó đẹp chơi thằng sẽ chia sẻ cho anh em chơi ha. Chứ giờ hiện tại bán ra thì cũng trả lời lỗ bao nhiêu hả mẹ thiệt, chứ nếu mà tính theo lãi ngân hàng là không đủ đắp đâu vô đâu đâu anh em. Thì mình tại chỉ có chơi tiền mặt thôi. Đó, xe này thì đầy đủ hết nha các bạn, hai kính, hai chìa khóa, sổ sách, giấy tờ còn đầy đủ hết nha anh em. Bộ đồ nghề còn đủ luôn, xe sườn lốc zin, đầu nồi chưa gớt, xe đẹp. 6.700 cây, kính còn đầy đủ hết nha các bạn. Áo còn rất là đẹp luôn. Sạch sẽ hết nha. Con này thì thân về thân trưng ở tiệm trước nha, chưa có ý định là bán đâu. Còn anh em muốn lấy thì anh em lấy con này trước nha. Xe đó để thân chơi thời gian nữa đi ha. Có bán lỗ hay bán lời đó thì từ từ tính tiếp. Thì hiện tại vốn nó cũng 160 rồi anh em, FI 209 đầu 70. Còn con này là đầu số 04 đời 207, 206, 207 là máy rất là tê nha anh em. Anh em lưu ý nha, máy 206, 207 anh em mà chơi được mấy đời này rất là ngon. Tại đời này là những chiếc đời đầu máy nhập, xe chạy rất là ok luôn nha. Ví dụ như anh em muốn lấy chiếc xe này về định danh biển số đẹp ha, thằng cũng có sẽ có hỗ trợ cho anh em luôn. Còn anh em muốn về bấm biển số mới thì thằng cũng sẽ có hỗ trợ luôn nha. Rồi thôi thì xe zin thì mình quay tới đây thôi các bạn. Anh em nào có cần quay thêm hay là tư vấn gì thêm thì anh em có thể liên hệ với thân qua cái số Zalo bên góc phải màn hình nha anh em. Thì thân sẽ để ở ở cửa hàng mình ha. Mình sẽ chắc mình để ở đây. Ở vị trí này ha, sắp đặt với chiếc xe zin. Con này thì thân bán rồi nè anh em nha, bán về cho cái bè. Hợp đồng cửa hàng là làm sẵn rồi, khách lựa ngày đẹp nha. Ở Cai Lậy chứ, xin lỗi Cai Lậy Tiền Giang. Rồi thôi thì thằng cảm ơn anh trai tranh gọn lẹ ha. Còn ví dụ như chiếc xe đó anh khách hôm bữa mà lỡ hẹn đó, mua không kịp chiếc xe này, có thể tham khảo chiếc xe đó nha. Xe đó thì cũng rất là ok luôn nha. Rồi thôi, những chỗ này thằng sẽ dành riêng để đậu xe, những chiếc xe cọp cho anh em tham khảo nha. Còn xe dọn thằng sẽ để cửa hàng bên kia để anh em tiện anh em theo dõi hơn đó. Xe dọn thì như những chiếc xe đó đó kẹt nó, quay chiếc xe đó một hồi đi rồi thôi anh kết thúc clip luôn. Ví dụ như những anh em này là mặt hàng dành cho số đông nè anh em, còn mặt hàng bên xe zin thì thôi đó là do không dành cho số đông nữa bạn. Mặt hàng này thì dành cho số đông được nè, tại vì rất là dễ, xe vài chục triệu thôi, 30, 40, 50, 60 nha, rất là dễ mua. Anh em muốn rẻ thì anh em mua sát xe về chạy thời gian nào cũ đưa xuống thân dọn. Còn ví dụ như anh em muốn mua sẵn luôn nguyên chiếc này, thân gáp cho anh em nguyên con nha. Với giá thành tầm khoảng 65-75 là anh em mua được FI rồi ha. Vài chục cho anh em. Nhưng mà chi phí dọn thì thôi khỏi nói rồi, 30-40 triệu là chưa chắc dọn được cái xác xe thế này. Nếu mà đưa lên Sài Gòn là nếu mà ra hình hệ thế này phải từ 50 50 ăn lên đó anh em ha. Tại vì do thân về trực tiếp làm nên thành ra tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho các bạn nha. Rồi thôi thân chào anh em, chúc anh em mình có những phút giây xem review xe thật là hay nha. Bye anh em.